Alo, hello, xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với kênh MVP Game. Hôm nay một ngày mùa đông lạnh giá, sau khi Tết xong rồi thì mình sẽ làm video mà các bạn yêu cầu rất là nhiều, đó là Yukidori Tuyết đồng tử đi thức thần. Mình đánh giá con bài này đi top đi rừng cực kỳ là phê luôn. Và trang bị và bảng ngọc cách này thì mình không theo các đại thần ở Việt Nam, thì theo cách này thì bên Trung Quốc họ đánh rất là nhiều, và mình hầu như mình đánh bên server Trung Quốc rất là nhiều ấy, mình tham khảo rồi. Thì trang bị và bảng ngọc này rất là hợp cho Tuyết Boy đi rừng, và nó thuộc loại là châu chó, được loại kinh khủng luôn, gọi là xông pha ra trận các kiểu, đánh theo phần trăm máu, farm rừng cũng cực kỳ nhanh luôn. Đầu tiên là bảng ngọc. Bảng ngọc anh em xem thì lên tốc độ đánh cho con này để kích hoạt nội tại nhanh nhất, sau đó thì chúng ta làm gì thì làm. Tiếp theo là thuật pháp. Thuật pháp tiếp theo là cái thuật pháp là ấn chiêm tinh, thì bốn đòn đánh thì đòn đánh tiếp theo sẽ gây thêm phần trăm máu và tạo một lớp giáp cho bản thân đấy. Thì viên màu xanh thì đá thì sau một thời gian ấy chúng ta sẽ đánh vào đối phương sẽ có hồi máu. Rồi chuẩn bị có nội tại này, tì này, chạy đường trời này. Rồi sau khi mình bắt bài được tì ngay đường giữa thì mình sẽ cướp luôn rừng đối phương. Tế viên ở cuối thì là hồi chiêu thức nha, hồi chiêu thức nhanh hơn nha, thì các bạn có thể thay bằng máu được, nhưng mà mình sẽ dùng cái này. Khi mà viên ở đầu tiên thì khi máu dưới đối phương dưới 30% thì sẽ tăng 4% sát thương, rất là hợp cho con này nhá. Thì viên nữa là vũ nữ nguyện thì giảm 15% thời gian hồi của trừng phạt và tốc biến. Rồi tì của đối phương, à không phải vậy, quỷ thiết này, tùy thiết mạnh lắm, nghe nói cái mạnh lắm ấy. Ăn khống chế của Tuyết Boy thì cũng chết thôi. Rồi 2-0 rồi, các bạn thấy không, cực kỳ là kinh khủng. Nội tại của con này nó bá cháy cực kinh khủng này. Và skin này, skin là được nhà phát hành game tặng đấy, đẹp lắm, nhìn đánh gọi là diệt màn xương đen phê lắm. Thì sát thương của con này nó thuộc lại S, nhanh nhẹn A, khống chế B, sinh tồn B và bút thuộc lại C, cực kỳ là sát thương nhiều. Nên sát thương nhiều nên là anh em không cần phải lên sát thương đồ làm gì đâu, anh em cứ dã tanh cho mình càng trâu chó càng sướng đấy. Thì chiêu thức chúng ta sẽ cộng vào mắc cái chiêu nội tại đầu tiên, nó chưa bị động ấy, sau đó thì chiêu dịch chuyển, chiêu thứ hai và chiêu thứ ba, và cuối cùng là chiêu cuối, cứ theo level thôi anh em ơi. Rồi thì đánh giá con này đi rừng farm rất là nhanh, mặc dù chúng ta không lên một chút đồ sát thương nào luôn. Thì nội tại của con này là đao tuyết, thì trong một khoảng thời gian thì nó sẽ phi về phía đối phương và gây cho đối phương sát thương cộng với 130 công. Rồi rất là tốt luôn. Tiếp theo bị động dệt màn xương thì chúng ta đánh vào thức thần hoặc là vào quái rừng ấy 4 lần ấy thì sẽ kích hoạt một lớp màn xương, và đòn đánh tiếp theo sẽ lao về phía đối phương gây cho đối phương sát thương cộng với máu tối đa của đối phương. Đấy thì nếu mà mắc ấy thì chúng ta sẽ được rất là nhiều luôn nhá. Thì chúng ta sẽ mắc vào cái chiêu này 6% level đầu, 6% sát thương. Nếu mà mắc ấy, mắc thì nó sẽ được 12% sát thương của đối phương, 12% máu ấy, có nghĩa là càng đánh tanh máu của đối phương càng nhiều thì càng mất nhiều, nên là chúng ta sẽ ưu tiên lên thời gian hồi chiêu anh em nhá. Rồi ok, thì chiêu đầu tiên đạp tuyết phá băng thì chúng ta phi về phía trước và quyền kiếm lần thứ hai thì tạo ra kích hoạt cái nội tại và lao về phía đối phương đánh. Rồi ôi, hai lần đánh 24% máu, quá là kinh khủng luôn. Tiếp theo là cái chiêu thứ ba là hồi máu và bỏ hiệu ứng khống chế đi. Rồi vừa lên tăng lại vừa rất là hợp luôn. Rồi úi trời ơi, mất ngay nửa máu đối với mình, cho thì máu thoải mái. Đây đẩy đường không làm gì được luôn. Chiêu cuối lung nguyệt tuyết hoa chảm lao về phía trước và khóa đối phương tấn công 3 lần. Đấy. Rồi cực kỳ là kinh khủng, làm cho đối phương đơ luôn. Rồi con này đi rừng quá là phê. Ôi mình đã 3-0 lúc nào này. Farm rừng cực kỳ nhanh luôn nha anh em nhá. Anh em đi top thì sẽ có một video về đi top cho anh em xem. Nếu mà đi top thì anh em sẽ lên cái trang bị đẩy đường nhanh nhá, không lên như thế này. Nói chung là như thế này, đại khái là như thế này. Rồi skin này quá đẹp luôn, nó nhóm huyết ảnh nhìn nó phê lắm anh em ạ. Rồi hầu như con này mình đi rừng mình chẳng cần phải về hồi máu luôn, quá là đã luôn. Thì trang bị thì mình lên cái viêm vương thương đấy, cộng 700 máu và nó thiêu đốt quái rừng. Rồi rất là hợp luôn. Tiếp theo là giày, thì giày mình giày lên giày cuồng độ, nhưng mà trận này thì mình sẽ lên
làm chủ lực tanh luôn. Mình sẽ lên cái giày diệp ấn tăng giáp luôn anh em ạ. Thì sau khi có cái đấy rồi chúng ta sẽ lên cái găng tay chói hồn trang bị thứ ba kìa. Rồi này, rúc này nào, diện linh khí này. À nào, chạy cho chạy hộ cái, chạy hộ cái này, rúc ở bụi này. Rồi sau khi tiêu diệt đối phương thì mình sẽ lùi về mình và mình tham con bạch tuộc này thôi. Đấy, căn hết rồi. Con bài thuyết boy này nó gọi là nó bật cực kỳ là kinh khủng luôn. Được, quá đã luôn anh em ạ. Bật được thế này thì đối phương núp trong bụi là ăn phát đi, bá cháy luôn, quá là tuyệt vời luôn. Thì trang bị thứ ba là găng tay chói hồn cộng 120 giáp, 465 máu, 20% tốc độ hồi. Và nó có một dấu lời nguyền khi mà đánh vào đối phương trong vòng 5 giây tiếp theo sẽ đánh thường tiếp theo sẽ cộng 70% thêm giáp và giảm tốc độ chạy của đối phương và tăng tốc độ chạy của bản thân. Con này thì ui trời ơi, quá là đã luôn. Đây rồi, thanh niên diện linh khí. Ui rồi, cũng còn tốc biến cơ. Chết rồi, nó sấy được mình rồi. Nó sấy được mình rồi, chết rồi. Ok, vào sâu quá, nó sấy đúng nguyên cái chiều thổi luôn. Đấy, cái găng tay chói hồn này giúp chúng ta làm có thêm hiệu ứng. Con này vừa có đóng băng này, vừa có làm chậm. Ui trời ơi. Rồi tiếp theo là bành hầu giáp. Bành hầu giáp này thì cộng giáp và cộng máu, và khi mà chúng ta bị đối phương đánh ấy thì chúng ta tạo một vòng làm giảm đối phương chạy. Nói chung là ui rồi, con này khó chịu cực kỳ luôn. Tiếp theo cái trang bị tiếp theo là cánh cửu thiên thì tăng phép rồi. Ui top đối phương trông quá. Arakawa trận này ấy quá, trận này làm để cho con hắc hắc lớn này khỏe thế. Thôi lùi, mình bây giờ mới level 9 này rồi, đường giữa đối phương level 10, con kia nó level 10 mấy rồi. Thôi chẹo, cháu chịu. Tiếp theo là giáp sát sinh thạch cộng 150 giáp, và khi bị chí mạng thì sẽ giảm chí mạng đi anh em ơi. Thì tùy từng trận thôi, nếu mà đối phương mà những con như là Dodo hoặc là tốc độ đánh cao ấy thì chúng ta sẽ lên cái giáp gọi là cái giáp nguyệt độc tôn y, thì giáp đấy thì làm cho đối phương giảm 15% tốc độ đánh. Chúng ta sẽ tùy từng trận nhá, thì chúng ta sẽ lên theo cách khác nhau. Nhưng mà nếu mà bình thường mình chat thì mình sẽ chat như thế này. Anh em phải tùy từng trận mà anh em chat thôi. Bây giờ mình farm đã, bây giờ farm để lấy level đã. Đối phương đã level 13 rồi, không farm không đánh được. Con top của đối phương trâu thế. Từ từ anh em ơi, từ từ. Rồi anh em lên bảng ngọc tốc độ đánh thì nhanh hơn. Mình chuẩn bị mình vào combat này anh em ơi. Nhìn con này gọi là combat cực kỳ tốt. Đầu tiên lướt lên này, tốc biến, dùng chiêu cuối, dùng đạp các kiểu. Rồi nó ngay hai mạng ngay, tuyệt vời luôn. Ăn ô đô. Ôi dồi, AD đi lỗi rồi. AD bị quỷ thiết bắt với top bắt rồi, lỗi quá. Còn đấy không lỗi thì ăn được ô đô thì kết thúc nhanh. Rồi đâu rồi đây. Ui dồi, nó đã level 13, mình bây giờ mới level 10. Ai chơi trâu thế, kinh. Mình đánh theo phần trăm máu, 699 máu, nhưng mà nó rất là trâu luôn. Chắc chắn nó không còn chiêu cuối nữa. Mình còn tốc biến thì bắt được con này. Rồi mất tốc biến rồi. Ok, đẩy đường cũng nhanh lắm anh em ạ. Không phải lo con này, anh em cứ cho hiệu ứng nhiều vào cho team, cho team càng khỏe. Rồi thôi lùi. Biến về để chuẩn bị giao tranh Oro thôi anh em ơi. Ui chết, nó sắp vào bụi rồi. May quá. Đấy, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đánh thế này thì nếu mà mình bị thua ấy thì trời chỉ may chăng là do team mình đánh không hay, không gánh được thôi. Chứ thực ra con này nó gánh team nó cực kỳ khỏe luôn. Nó quạt một phát thì đây rồi con bùa này. Nào thôi farm đi để lấy level nào. Thì gánh của con này thế nào? Đầu tiên là chúng ta dựa đang ở bụi đường giữa ấy, chúng ta phi đao về phía trước này, cho chúng ta có đang có nội tại, chúng ta lao về cho chúng ta bị quạt nhá. Hoặc là chúng ta quạt chặn đường, hoặc là chúng ta sẽ có một cách nữa là chúng ta phi kiếm về phía trước này, chiêu một đấy, à chiêu hai ấy, chiêu hai về phía trước này, sau đó thì chúng ta ulti nhá, ulti luôn giữ đối phương, sau đó mới quạt. Đấy, đây rồi, phi về này, ulti này, tốc mất tốc biến này, rồi như là diện linh khí mất tốc biến luôn anh em ạ. Rồi mình lại lùi về thôi, mình có cái hóa giải mà, con tuyết này nó cực khỏe, nó cái nội tại hóa giải luôn. Đây rồi. Này này, ôi dồi ôi, mẹ nó, mình chưa có ấy giáp phép anh em ạ, thức thế. Rồi nhưng mà mình cũng gọi là
câu chiêu thức đối phương. Đây là nhiệm vụ của tank mà, nếu lên tank thì phải thế này thôi. Chết rồi, nhưng mà mình cũng chúc team giết được 3 mạng và có lợi thế. Đấy, nếu mà đi rừng hay đi top anh em cứ lên tank. Châu cực kỳ luôn, không phải ngại đối thủ nào luôn, solo ninja các kiểu luôn. Mình nói thật, như bây giờ cái quỷ thiết ra solo con này, quỷ thiết không bao giờ ăn được luôn. Làm sao được nó lên tank mà nó đánh theo phần trăm máu, quỷ thiết chỉ có ăn khống chế thôi. Đấy, và anh em cố gắng đi rừng rừng thì anh em ưu tiên ăn mục tiêu lớn nha. Đừng có farm rừng trong Mỹ ra, bờ anh em đi ganh trong Mỹ, anh em Mỹ ra farm rừng thế cơ. Đây rồi, mình chuẩn bị mở combat anh em ạ. Đây rồi, mình lao vào chiêu cuối này, sau mình mới quan này. Hắc lớn chỉ có ôm thôi. Mình chuẩn bị thì có chiêu lướt này, lướt lên này, quan này. 5 đứa, 1, 2, 3, 4, 5, 4 đứa. Rồi, thành kiên kia tốc biến rồi. Rồi, mình diệt được Hakuro đối phương rồi. Cực kỳ là kinh khủng luôn, mở combat cực kỳ là phê luôn con này luôn. Rồi, thả bạch tuộc ra thôi. Đến cô sạch cả, tắt điện, Onigiri rồi. Đối phương chắc chắn phải mất cái trụ này rồi. Rồi, Hắc lớn làm gì? Hắc lớn ra đây ăn khống chế thì chỉ có đơ thôi. Ra đây ăn khống chế của Tuyết Boy thì quá phải địch đầu hàng rồi. Làm sao đánh được? Khống chế quá kinh khủng luôn. Rồi, đây rồi. Ôi ôi, nổ nhà mà chính mất rồi. Cực kỳ đã luôn, bảng ngọc và trang bị anh em cứ tham khảo thế này nha. Nếu mà anh em muốn lên sát thương thì em thay bằng cái găng tay, bằng cái kiếm vàng ấy, kiếm chiếu vẫn kiếm cũng được, nhưng mà mình nghĩ chả cần đâu, đánh thế này thì nó có nhiều khống chế. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc, video tiếp theo mình sẽ làm về top nhá. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này, đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.